Thưa quý vị, đề xuất tăng khung giờ làm thêm là chủ đề nóng trong phiên họp Quốc hội sáng hôm nay. Theo quy định hiện hành, giờ làm thêm tối đa là 300 giờ trên một năm, còn theo dự thảo bộ luật sửa đổi, thời gian được nâng lên tối đa là 400 giờ trên một năm. Các đại biểu đã có những ý kiến trái chiều, đồng tình hoặc không đồng tình với đề xuất tăng thêm khung giờ làm này. Đáng chú ý nhất là ý kiến của đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đồng thời cũng là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, và đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số thời gian làm thêm theo thỏa thuận của doanh nghiệp ở Việt Nam đang bị hạn chế ở mức 200-300 giờ một năm là thấp hơn nhiều so với các quốc gia đang cạnh tranh lao động với Việt Nam như Bangladesh 408 giờ, Trung Quốc 432 giờ, Hàn Quốc 624 giờ. Kết quả khảo sát mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế đã xác nhận 99% các hợp đồng lao động ngoài giờ ở nước ta là có sự thỏa thuận tự nguyện của cả hai bên, phản ánh một thực tiễn tăng giờ làm thêm hơn 300 giờ là yêu cầu cuộc sống và phù hợp với lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động. Nói đến tự nguyện, chúng ta nghe từ đâu? Nếu nói rằng nghe từ người lao động mà nói tự nguyện, tôi lấy làm lạ. Nhìn vào cuộc sống thực tế của người công nhân, hãy nhìn vào những đứa trẻ mà cha mẹ của họ phải gửi về quê. Có người mẹ, người cha nào muốn xa con mình hay không? Thậm chí một năm, hai năm chưa về thăm được con. Có thể có những người cha, người mẹ là ông bà rất già rồi vẫn phải giữ cháu để con họ đi làm việc. Ta thật trân trọng những người lao động như thế. Họ không cam chịu. Họ không muốn trở thành gánh nặng của xã hội. Họ phải đi tìm việc làm. Mà nói rằng họ tự nguyện để làm quần quật suốt ngày. Tôi cho rằng cái quan điểm này cần phải tranh luận để làm sáng rõ. Một số đại biểu khác cũng bày tỏ lo ngại, tuy dự thảo chỉ rõ việc tăng giờ, làm thêm giờ dựa trên sự tự nguyện và thỏa thuận giữa các bên, nhưng quyền lợi của người lao động vẫn có thể bị ảnh hưởng. Mặc dù pháp luật quy định là tự nguyện thỏa thuận, nhưng nếu không chấp hành làm thêm giờ theo yêu cầu của doanh nghiệp, người lao động sẽ đối diện với nguy cơ bị chủ sử dụng lao động khấu trừ một phần hoặc cắt bỏ các khoản phụ cấp hỗ trợ khác cho doanh nghiệp quy định. Về đề xuất phương án giảm giờ làm việc bắt buộc là 48 giờ xuống 44 giờ trên một tuần, đa số ý kiến các đại biểu trong phiên thảo luận sáng nay cũng đồng tình với đề xuất này để khuyến khích doanh nghiệp tăng thêm năng suất lao động, đảm bảo lợi ích cho người lao động.